Thưa quý vị và các bạn, giữa lòng thủ đô Hà Nội náo nhiệt, chật chội, đông đúc, nhà cửa san sát, ít ai biết rằng cho đến nay vẫn tồn tại một khu mộ cổ của người Tàu khi xưa. Khu mộ hoang lạnh nằm giữa thủ đô hàng thế kỷ qua mà chúng tôi đang muốn nói đến, đó chính là khu nghĩa địa của người Phúc Kiến, Trung Quốc, nằm trong ngõ của phố Hoàng Hoa Thám, thuộc quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Trải qua hàng thế kỷ cùng với tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ của thủ đô, thì đến nay khu nghĩa địa này đã bị lọt thỏm trong một khu dân cư đông đúc. Nhiều nhà dân mở cửa ra là thấy ngay các tấm bia mộ cổ. Và để hiểu rõ hơn về khu mộ cổ của người Tàu này, thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo chân chúng tôi đến với những ghi nhận sau của phóng viên VTC Now. Hiện tại tôi đang đứng ở đầu ngõ 420 đường Hoàng Hoa Thám, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Đây là con đường dẫn vào khu mộ cổ của người Trung Quốc xưa. Xin mời quý vị khán giả sẽ cùng theo chân tôi. Ngay đường dẫn vào thì đã có một bia mộ. Bia mộ cổ này thì đã được người dân quét vôi trắng. Tuy nhiên thì theo sự đô thị hóa của thành phố, đất nền đã được nâng lên nên là hiện tại chỉ còn bia mộ ở đây. Phía trước thì vẫn được người dân thắp hương và để bình hoa. Đây là một ngôi mộ thuộc dòng họ Yên Ninh, Phúc Kiến, Trung Quốc, đã tồn tại từ rất lâu. Dòng họ người Hoa này sinh sống, buôn bán tại Hà Nội từ nhiều thế kỷ trước. Theo lời kể của nhiều người dân, trước đây, ngôi mộ này nằm trên mặt đất, có đầy đủ khuôn hình. Nhưng theo thời gian, nhà cửa mọc lên, các gia đình tôn nền đường và nhà cửa cao lên, nên đã khiến cho ngôi mộ này chỉ còn lại một nửa tấm bia trồi lên mặt đất. Cũng theo người dân ở đây, ngôi mộ này chôn cả hai vợ chồng. Cách đây hơn 10 năm, có một người dân ở Trung Quốc sang thăm viếng và nhận là mộ của người nhà. Nhưng từ đó đến nay, không có ai đến thăm viếng chăm sóc nữa. Tuy không có con cháu thắp hương, nhưng mỗi dịp ngày rằm, mùng 1 hay lễ Tết, người dân ở sát ngôi mộ lại thắp hương và thay hoa. Đi sâu vào phía bên trong ngõ, chúng ta dễ dàng bắt gặp những ngôi mộ cổ nằm trước cửa nhà người dân như thế này. Và không chỉ có một ngôi mộ, trước cửa xưởng nhôm này có tới 3 ngôi mộ cổ của người Trung Quốc. Cũng như ngôi mộ ngoài đầu ngõ, 3 ngôi mộ này cũng chỉ còn nửa tấm bia trồi lên mặt đất. Trong đó, một ngôi mộ vẫn còn giữ được những nét chữ Trung Quốc được khắc lên bia khi xưa. Thậm chí, màu sơn đỏ của chữ vẫn còn nguyên vẹn. Đi tiếp sâu vào bên trong là khu chính của nghĩa địa. Đây là khu đền thờ thổ địa của nghĩa trang do người Trung Quốc xây dựng để người viếng chuẩn bị lễ vật và cụ từ ở lại trông nom chăm sóc mộ. Tuy nhiên, đến nay khu này chỉ còn một phần mái của đền thờ, xung quanh đều đã trở thành nhà ở của người dân. Trước kia, người Tàu thuê một cụ từ trông nom nghĩa địa và trả tiền công hàng tháng. Nhưng hàng chục năm nay, họ không quay lại nên khu mộ gần như bị bỏ hoang. Đi sâu vào phía bên trong của khu nghĩa địa là rất nhiều ngôi mộ kiên cố, nằm rải rác đan xen trong vườn cây bưởi tùm do người dân ở đây trồng. Theo người dân nơi đây, ngày xưa khu nghĩa trang này rất lớn, có đến cả hàng vài trăm ngôi mộ, có hàng lối, được cụ từ trồng hoa, đan xen giữa những ngôi mộ. Nhưng hàng chục năm qua, khu nghĩa địa này bị bỏ hoang, cây cối mọc tùm. Ngay giữa nghĩa trang là một ngôi mộ cổ rất kiên cố, còn nguyên hình khối. Do không được chăm sóc nên bị cây dại mọc phủ lên phía trên như thế này. Bên cạnh một số ngôi mộ đã bị phá, khu nghĩa địa cổ này cũng có một vài ngôi mộ được sơn mới và nằm đè lên cả nền của mộ cũ.
Theo người dân, khu nghĩa địa của người Tàu hình thành từ thế kỷ 19. Còn cụ thể năm nào thì cư dân ở đây cũng không nắm rõ. Khi xưa, người Hoa sinh sống, buôn bán ở Hà Nội khá đông. Họ mua mảnh đất ở đây để chôn cất người thân của mình. Nghĩa địa mỗi ngày một mở rộng và có tới hàng trăm ngôi mộ người Hoa ở đây. Mấy chục năm nay, nhà cửa mọc lên, phố xá mở rộng, lấn chiếm vào đất nghĩa địa, nên nhiều mộ mả chìm sâu dưới lòng đất. Hiện chỉ còn vài chục ngôi mộ có thể nhận dạng được. Theo người dân ở đây, mấy chục năm trước cũng thường có con cháu người Tàu qua đây để thăm viếng. Nhưng lâu rồi, có thể do con cháu cũng già yếu nên không còn ai đến chăm sóc, thắp hương nữa. Người dân mong muốn chính quyền di rời khu nghĩa địa cổ này ra khỏi khu dân cư để đảm bảo môi trường sống vệ sinh và văn minh hơn. Đài truyền hình kỹ thuật số VTC chính thức ra mắt chuyên trang điện tử VTC tại địa chỉ www.vtc.gov.vn. Lần đầu tiên, một chuyên trang điện tử tiếng Việt cung cấp liên tục các bản tin trực tiếp Breaking News với sự xuất hiện của hàng trăm phóng viên tại nhiều điểm thời sự nóng bỏng. Nó thậm chí còn làm thay đổi rất nhiều suy nghĩ cho một con người. Lần đầu tiên khán giả Việt Nam được theo dõi các tin tức theo dạng đồ họa mô phỏng hiện đại và sống động. Những chương trình bản quyền hấp dẫn nhất trên hệ thống 15 kênh truyền hình VTC được chất lọc và công chiếu liên tục mỗi ngày. Hệ thống lịch phát sóng tự động giúp quý khán giả tra cứu và theo dõi nhanh nhất các chương trình đã đang và sẽ phát sóng trên VTC. Những TV show ăn khách, những clip hấp dẫn về sức khỏe và ẩm thực mỗi ngày, những bộ phim đặc sắc của các nền điện ảnh hàng đầu thế giới. Và không thể thiếu là những nội dung độc quyền chỉ dành riêng cho khán giả online. Đó là âm nhạc, là series các chương trình podcast sắp nói chuyện hay. Thành chung của trong đã phát ra. Và là cả một thế giới thể thao sống động. Thế giới showbiz đầy sắc màu. Hãy truy cập www.vtc.gov.vn để theo dõi các chương trình đặc sắc nhất của VTC ngay hôm nay.